Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.
Seven Idol nhí 2019, mùa giải đầu tiên, cho phép con Hạnh Nghi và Quang Huy xin được thay mặt ban tổ chức, các ca sĩ khách mời và các ca sĩ nhí trong top 15 gửi đến cha và toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Cảm ơn top 15 Thánh Vịt Idol nhí 2019 đã cho chúng ta một tiết mục mở màn vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đêm này sẽ là một đêm vô cùng ý nghĩa, không chỉ dành cho tất cả các thí sinh của chúng ta, mà còn là một đêm thật sự đặc biệt đối với lại cộng đoàn của chúng ta. Vì đêm nay, ngoài những khúc ca mang đậm chất thánh ca, chúng ta còn được hòa mình trong một đêm trung thu đầy ý nghĩa. Và tất cả sẽ được hòa quyện lại để tạo nên sự tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Đêm gala Thánh Vịnh Idol nhí 2019 hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục vô cùng hấp dẫn và thú vị. Bên cạnh đó là những phần quà dành cho các thí sinh và các đội, các huấn luyện viên. Wow, quả là rất hấp dẫn đúng không cả nhà? Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, cho phép Quang Huy và Hạnh Nghi mời lên trên sân khấu một vị vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón che chắn xứ du xe Trần Cao Thăng. Thế thưa cả nhà, vừa rồi 15 thí sinh của chúng ta quá sức là dễ thương, đứng nhìn không nổi, chịu không đặng, nó bé xíu xìu xìu. Nhiều khi hồi xưa mình hát, mình nói chưa xong chứ đừng nói hát. Thằng bé, con bé, nó mới học hôm mấy không biết, chắc lớp mẫu giáo mà nó hát như người lớn. Cho nên nói gì thì nói, đây là ân sủng mà chúng ta có được trong giáo xứ, và đặc biệt phụ huynh có những đứa con đặc biệt Chúa cho giọng hát và sự can đảm để qua từ mấy chục bạn mà hôm nay lọc ra được 15 bạn, và đêm nay sẽ là đêm trao giải. Những bé sẽ được những cái phần thưởng từ chục triệu cho tới vài triệu, rồi cái sự yêu mến, và đặc biệt là chúng tôi đi tìm ra những em để hát thánh vịnh trong nhà thờ. Cái đó mới là điều quan trọng, bởi vì trong hàng ngàn, hàng trăm em, chỉ có vài em mới có thể đứng trên bục để hát thánh vịnh trong các thánh lễ. Chính vì vậy mà đây là một cái ân sủng của giáo xứ và đặc biệt của phụ huynh. Yeah, xin cảm ơn. Bây giờ là cái phần mà chúng ta thấy không thể thiếu, đó là những vị đã có công trong cái toàn thể chương trình từ đầu cho tới ngày hôm nay, từ ban giám khảo cho tới những quý vị huấn luyện viên để ra những cái nhân tài ngày hôm nay, rồi các ban bệ để tạo nên sân khấu, âm thanh, ánh sáng và tất cả. Trong đó có hai MC rất là dễ thương, với một cái áo chịu không nổi, nổi hết sức. Vì vậy, giờ đây xin được trân trọng kính mời các vị có mặt nơi đây, và có vị chưa kịp tới thì chúng tôi sẽ gửi phần kỷ niệm chương sau. Nhưng mà ai có mặt ở đây xin được nhanh chân để chúng ta được một cách nào đó đón chào, và đặc biệt để chúng tôi tri ân. Không có những vị đó thì chương trình này không thành công. Mời mọi người chúng ta cùng bước vào đêm gala Thánh Vịnh Idol nhí 2019 xin được phép bắt đầu. Các em thiếu nhi và cộng đoàn thân mến, đến với đêm gala Thánh Vịnh Idol nhí 2019 ngày hôm nay,
chúng ta sẽ có cơ hội được hòa mình trong bầu không khí âm nhạc với những tiết mục mang đậm chất trung thu và ca vang tình yêu Chúa. Và đêm gala ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những tiết mục vô cùng đặc sắc, hấp dẫn và thú vị. Kính thưa quý vị, để tiếp nối trong đêm hôm nay, Quang Huy sẽ đưa chúng ta một cái nhìn rõ hơn và thực tế hơn về những nhân vật trong đêm trung thu. Và Hạnh Nghi này, cho anh biết xem rằng là cứ mỗi đêm trung thu thì Hạnh Nghi sẽ liên tưởng và nghĩ ra rằng là những nhân vật nào sẽ có ở đêm trung thu? Ngày xưa em hay được nghe bà em kể là hay có chị Hằng nè, ông Trăng, chú Cuội hay là cây đa. Đó là những cái hình ảnh mà em nhớ nhất về đêm trung thu của mình. Ồ, rất là nhiều nhân vật đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi nữa dành cho em đó là, vậy em có tin rằng là trung thu này á, là chú Cuội có thật hay không? Và chú Cuội sẽ làm những gì trong đêm trung thu? Câu này khó à. Em nói thiệt với anh Huy là em không biết luôn á. Vậy thì anh sẽ trả lời cho em qua tiết mục tiếp theo của chương trình nha. Và chắc hẳn trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có những hình ảnh quen thuộc, hoặc là chị Hằng, hoặc là chú Cuội, hoặc là chú Thỏ Ngọc đang ngồi ở dưới gốc cây đa. Và chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ có được những cảm xúc vô cùng thú vị và vô cùng vô tư vui vẻ. Để tiếp lời cho Quang Huy, chúng ta hãy cùng lắng nghe hai bạn Quỳnh Như và Diễm Quỳnh sẽ kể cho chúng ta nghe xem những nhân vật nào sẽ xuất hiện trong đêm trung thu qua bài hát Thằng Cuội do nhạc sĩ Lê Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời cho một hôm trăng sáng thần tốc, các em thích cười
mừng cái thai. 15 tháng 8 trời cho mượn cái tham, cho mượn cái tham. chị Phương Thảo, top 10 Thánh Vịnh Idol 2016, đồng thời là huấn luyện viên của đội 3, cùng chị Thùy Trang, quán quân Thánh Vịnh Idol 2016, huấn luyện viên đội 1 và hai bạn Thanh Ngọc, Thanh Thủy với bài hát Như Một Vầng Trăng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể nào quên gửi lời cảm ơn đến đôi song ca Quỳnh Như và Diễm Quỳnh với bài hát Thằng Cuội do nhạc sĩ Lê Thương sáng tác. Các em thiếu nhi biết không, vầng trăng là biểu tượng của sự hạnh phúc và chúng ta không thể nào tìm được niềm hạnh phúc trọn vẹn ở đâu xa, đó chính là Thiên Chúa. Và hãy cùng đến với một ban nhạc vô cùng đặc biệt. Họ sẽ cùng nhau tạo nên một bài hát tạ ơn Thiên Chúa. Kem thiếu nhi ơi, tay đâu, tay đâu?
hãy cùng nhau vỗ một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để dành cho gia đình của bạn An Nhi top 15 Thánh Vịnh Idol nhí với bài hát Chúa là vầng trăng 2 của nhạc sĩ Dominic. Xin mời các em và quý vị khán giả cùng thưởng thức. Cảm ơn phần thể hiện của gia đình nhà An Nhi đã cho chúng ta một bài hát vô cùng ý nghĩa. Và các bạn ơi, chúng ta đã vừa trải qua phần đầu tiên của chương trình với những bài ca mang đậm chất của Trung Thu. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu qua phần 2. Để mở màn cho phần 2, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhân vật vô cùng quen thuộc đối với lại thiếu nhi giáo sư Bắc Dũng. Vậy anh sẽ gợi ý để xem ai sẽ đoán được nhân vật đó là ai nha. Đây là một người chị. Chị đã từng là một thành viên trong ban đọc sách. Chị đã từng là một trong top 10 của Thánh Vịnh Idol 2012. Và hiện tại bây giờ chị vẫn đang theo con đường làm giáo lý viên và cũng đang đóng góp cho nhà thờ qua giọng hát khi tham gia ca đàn của giáo xứ. Vậy tất cả các bạn có biết đó là ai không? Ai nhỏ quá là ai? Chính xác, đó chính là chị Khánh Dung. Và song ca với chị Khánh Dung, đó sẽ là bạn Tú Anh cùng nhau thể hiện ca khúc Mashup Ca Vang Tình Chúa do Đinh Minh Hoàng và Đinh Công Huỳnh sáng tác. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa êm như dòng sông lướt trôi, Thiên Chúa ngát xanh mùa xuân thắm tươi. Dù cho gom hết lá vàng, dù nước biển đông có dâng tràn, tình Chúa ngàn năm vẫn cao thâm hơn núi Thái Sơn. Ca vang tình Chúa muôn đời chẳng phút nào ngơi, ca vang tình Chúa cho dù ở khắp mọi nơi. Ngài là chân lý cao vời tuyệt mỹ vô song, Ngài là lẽ sống cho gian trần tìm đến suối vô song, Ngài là lẽ sống
đồng hành với chúng con qua mọi nẻo đường. Mẹ đồng hành với chúng con qua từng con phố, đến từng nhà người hấp hối, đến với người đang lạc lối để đem tin mừng Giê-xu. Mẹ cùng con đồng hành vượt qua bao ngày ngần trên những lối yêu thương trần gian. Mẹ hàng luôn đồng hành, toàn con luôn nhiệt thành, chung say đám giao hội mẹ ơi. Mẹ đồng hành với chúng con chúng con qua từng con phố, đến từng nhà người hấp hối, đến với người đang lạc lối để đem tin mừng Giê-xu. Mẹ cùng con đồng hành vượt qua bao ngày ngần trên những lối yêu thương trần gian. Mẹ hàng luôn đồng hành, đoàn con luôn nhiệt thành, chung say đám giao hội mẹ. Cảm ơn giọng hát vô cùng dễ thương của chị Khánh Dung, top 10 Thánh Vịnh Idol 2016, kết hợp cùng bạn Tú Anh với ca khúc Mashup Ca Vang Tình Chúa của nhạc sĩ Đinh Minh Hoàng và Đinh Công Huỳnh sáng tác. Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho Quỳnh Như, top 10 Thánh Vịnh Idol 2016, cùng với hai bạn thí sinh nhí Khánh Đan và Khánh Ly với bài hát Mẹ Đồng Hành. Và chúng ta đừng quên dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho nhóm múa giáo xứ Bắc Dũng. Và để tiếp nối chương trình, Hạnh Nghi sẽ không để cho các em thiếu nhi và toàn thể quý vị khán giả đợi lâu nữa. Chúng ta hãy cùng đến với một tiết mục song ca vô cùng đặc biệt giữa ca sĩ, thạc sĩ âm nhạc Diệu Hiền kết hợp cùng thí sinh nhí Thiên Ân top 15 Thánh Vịnh Idol nhí 2019 với tiết mục Tình Yêu Mến của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng sáng tác. Xin mời quý vị khán giả và các em thiếu nhi cùng thưởng thức.
về. Mẹ bận rộn từng ngày lo nó cơm ấm áo, có chi đâu ngài ơi, có chi dâng ngài. Con xin tiến dâng lên tình yêu mẹ, nhờ những hy sinh được em ấm. Do đừng buồn nhau không vui mãi ấm, nên thương nhau đẹp sao lễ dâng lên ngài. Con xin tiến dâng lên tình yêu bên, nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Đây mẹ nói con nghe nè. Con nhắm mắt lại, mẹ có cái này cho con. Nhắm mắt lại đi nha. Mở mắt ra, 2, 3. Chúc con Trung Thu vui vẻ nha. Vời luôn thắm nồng tình yêu thiết tha, gương sáng mẹ cha ngày tháng qua luôn luôn hiền hòa. Mẹ dặn dò đừng buồn nhau không vui mãi ấm, mến thương nhau đẹp sao lễ dâng lên ngài. Con xin tiến dâng lên tình yêu bên, nhờ những hy sinh được êm ấm gia đình. Con xin tiến dâng lên tình yêu bên, nguyện Chúa đói thương gia đình con được bình yên. Chân thành cảm ơn giọng ca đầy điêu luyện của ca sĩ Thạc sĩ âm nhạc Diệu Hiền và bạn Thiên Ân qua ca khúc Tình Yêu Mến của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng. Và để tiếp theo chương trình thì anh sẽ hỏi tất cả các bạn một câu nha. Và các bạn ơi, các bạn có tin tưởng rằng là Thiên Chúa có thật ở thế gian này không?
Chắc chắn là có, đúng không? Vậy các bạn có tin rằng là dù chúng ta ở trong trường hợp nào thì Thiên Chúa sẽ luôn luôn giúp đỡ chúng ta, đúng không các bạn? Nhỏ quá nè. Ăn hỏi một lần nữa nhé. Và các bạn có tin rằng là Thiên Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta dù chúng ta đang gặp khó khăn, có đúng vậy không các bạn? Chính xác. Và tiếp theo sau đây để khẳng định niềm tin của chúng ta đối với lại Thiên Chúa, Quang Huy xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức một bài hát You Raise Me Up của nhạc sĩ Cyric Garden qua giọng hát của Văn Huynh, quán quân Thánh Vịt Idol 2012 và bạn Quỳnh Anh kết hợp với nhóm múa của giáo xứ Bắc Dũng. Xin quý vị cùng thưởng thức. More
than I can be. You raise me up to more than I can be. Các bạn thiếu nhi ơi, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ba hot boy của top 15 Thánh Vịnh Idol nhí, Đức Anh, Tuấn Anh, Nhật Huy với tiết mục Nguyện Theo Ngài, nhạc ngoại lời Việt. Xin mời quý vị khán giả và các em thiếu nhi cùng thưởng thức. Chân Chúa luôn cùng Ngài đi về nơi miền xa mù khơi và nắm dưới bóng cánh người mãi thôi, không có chi tách tôi xa người đâu, cuộc sống tôi là đời chân Chúa đi, tận nhịp tim người trao tình yêu về tôi. Dù núi có chót vót ngàn hiểm nguy, dù bao tố sông cuốn nhận chìm tôi, cũng chân Chúa luôn cùng người đi về nơi miền xa mù khơi và nấp dưới bóng cánh người mãi thôi, không có chi tách tôi xa người đâu, mãi luôn theo Ngài. Ta cùng theo Chúa đi, tình để tìm người trao tình yêu về tôi. Dù núi có chân vót ngàn hiểm nguy, dù bao tố sông cuốn nhận chìm tôi, cũng không lìa. Chân Chúa luôn cùng Ngài đi về nơi miền xa mù khơi và nấp dưới bóng cánh người mãi thôi, không có chi tách tôi xa người đâu, mãi luôn theo Ngài. Cùng theo chân Chúa đi, từng nhịp tim người trao tình yêu về tôi. Dù núi có chót vót ngàn hiểm nguy, dù bao tố sông cuốn nhận chìm tôi, cũng không lìa xa. Tình yêu từ đây về sống muôn đời. Lòng tôi yêu, lòng tôi yêu,
dù thương chưa sang người mù. Lạy mẹ Maria, mẹ biết chăng con mẹ truyền lệnh dẹp yên cơn bão giông. Mẹ có biết người con yêu của mẹ là đường nối trời đất mới. Khi mẹ khẽ hôn lên trẻ thơ bé là hôn khuôn mặt Chúa con. Cảm ơn giọng ca đầy tuyệt vời của các thí sinh Đức Anh, Tuấn Anh, Nhật Huy với bài hát Nguyện Theo Ngài. Cảm ơn Minh Khanh, top 10 của Thánh Vịnh Idol 2016, bạn Bảo Ngọc, Kim Ngọc với bài hát Mary Did You Know, nhạc ngoại lời Việt. Cảm ơn nhóm múa, giáo sư Bắc Dũng. Và tiếp theo chương trình, tất cả mọi người, các em thiếu nhi và quý vị khán giả, chúng ta sẽ có cơ hội được giao lưu, lắng nghe vị khách mời vô cùng đặc biệt. Các em thiếu nhi ơi, các quý vị khán giả ơi, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón vị ca sĩ khách mời đặc biệt này nhé. Như núi trùng khơi
sâu, thật sâu. Tình cha trầm lắng ôm lấy đời con, một đời chất chiêu hy sinh cha. Dầm mưa dài nắng kiếm bát cơm nuôi con, những lúc con đau cha lo âu chăm chiều, đẹp chẳng thêm nhăn tông đã bạc màu pha xưa. Dâng cao gió lòng con chợt ngỡ say, có khi cao vời, có khi thâm trầm, cùng cho con vững bước trên đường thành giai. Vẫn mãi nâng đỡ đời con, lời người khắc ghi không quên cha. Dạy khuyên con gắng sống xứng danh con ngoan, những phút bên cha, cha ơi nay đâu còn. Nhớ mãi trông con bóng dáng cha hiền yêu ơi. Ôi bao la tình cha dành chi cho cùng, dâng cao dâng lòng con chợt ngỡ say, có khi cao vời, có khi thâm trầm, cùng cho con vững bước trên đường thành giai. Ôi bao la tình cha dành chỉ cho cùng, dâng cao dâng lòng con chân cùng cho con vững bước trên đường thành danh, cùng cho con vững bước
trên đường thành dân. Xin cảm ơn cả nhà. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã dành tặng cho chúng con một bài hát vô cùng ý nghĩa. Và con tin chắc một điều rằng là khi chúng ta sẽ nghe bài Cha Hiền của cha, thì chúng ta sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để chúng ta sẽ vun vén tình yêu cho gia đình của chúng ta nha. Và các bạn ơi, nếu như chúng ta thấy hay thì tiếc gì mà không một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cảm ơn cha đi nào. Và để tiếp nối chương trình, Quang Huy xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức ca khúc Khúc Ca Tạ Ơn do Linh Mục Thiên Ân sáng tác qua phần thể hiện của ca sĩ Xuân Trường. Xin quý khách cùng thưởng thức. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời, con xin tạ ơn Chúa. Chọn niềm tin con phóng trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô hạn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời, con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao không nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin người ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời, ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phóng trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca vang muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời, con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con biết đi bình an. Xin người ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời, ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phóng trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Hey! Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớ chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa,
hoan ca muôn đời, lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân giang dào. Tạ ơn vì những lúc điều ngoan, Chúa đã thương ban một tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phóng trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Trọn niềm tin con phóng trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Với hơn 50 em thiếu nhi tham gia, 15 em xuất sắc nhất đã vượt qua 4 vòng thi để có mặt trong đêm gala Thánh Vịnh Idol ngày hôm nay. Maria Đặng Hồng Thiên Ân. Teresa Đặng Hoàng Kim Ngọc. Phêrô Trần Tuấn Ân. Maria Đoàn Ngọc An Nhi. Maria Nguyễn Thanh Thủy. Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. Anton Nguyễn Công Đức Anh. Cecilia Trịnh Bảo Ngọc. Maria Vũ Mai Quỳnh Anh. Teresa Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Teresa Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh. Maria Võ Ngọc Tú Anh. Anna Nguyễn Hải Khánh Ly. Du Xe Nguyễn Nhật Huy. Teresa Nguyễn Khánh Đan. Ai sẽ là quán quân Thánh Vịnh Idol nhí mùa đầu tiên? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chắc hẳn chúng ta vẫn còn bùi ngùi với những cảm xúc qua đoạn clip vừa rồi đúng không ạ? Và tiếp theo sau đây cũng là một phần vô cùng hấp dẫn và cũng là phần quan trọng nhất cho chương trình của ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng một lần nữa gặp gỡ lại top 15 Thánh Vịnh Idol nhí 2019. Và một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của top 15. Và đây chính là 15 gương mặt, 15 giọng ca tuyệt vời nhất trong đêm nay. Và chúng tôi đã cùng đồng hành với tất cả các bạn trong những ngày tháng vừa qua. Và Quang Huy thấy rằng
dù là ai đi chăng nữa cũng đều xứng đáng nhận những giải thưởng vô cùng giá trị trong đêm hôm nay. Nhưng ở cuộc thi, chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó vì chúng ta có những tiêu chí được đưa ra để chúng ta sẽ lựa xem ai sẽ là quán quân của mùa đầu tiên 2019 và ai sẽ là Á quân. Ngoài quán quân và Á quân, chúng ta sẽ còn rất nhiều giải thưởng khuyến khích và giải thưởng phụ khác nhau. Trên tay của Quang Huy đã có được kết quả của những giải thưởng đầu tiên và hãy xem ai sẽ là nhận được những giải thưởng đầu tiên này nha. Mời quý vị cùng đón xem. Xin mời Hạnh Nghi chúng ta hãy cùng đọc. Và tiếp theo, đến với giải thưởng đầu tiên, giải team xuất sắc nhất thuộc về team 3, huấn luyện viên Khánh Dung, Phương Thảo. Xin mời team 3 cùng nhau tiến lên trên sân khấu. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với giải thí sinh nhỏ tuổi nhất, đó chính là thí sinh 08 du xe Nguyễn Nhật Huy. Giải thí sinh được yêu thích nhất qua mạng Facebook. Thí sinh mang số báo danh 17, Maria Đặng Hồng Thiên Ân, với 106 trên 531 phiếu bình chọn. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với giải khán giả bình chọn đúng nhất. Đó chính là Bùi Minh Trúc với số điện thoại 0523517XXX, Facebook Minh Trúc. Số dự đoán gần đúng 101. Và với lý do bạn này không có ở Sài Gòn nên ban tổ chức sẽ gửi phần quà cho bạn sau. Và giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong đêm gala tại sân khấu, đó chính là thí sinh mang số báo danh 17, Maria Đặng Hồng Thiên Ân, với số phiếu 142 trên 429 phiếu. Dạ, con xin kính mời cha cùng lên trên sân khấu để cha những phần thưởng dành cho những giải thưởng phụ. Con xin kính mời cha. Thưa bà con, cái giải này nó phụ thôi nhưng mà nó rất quan trọng. Là bởi vì ở trên Facebook có một bạn thua bạn Thiên Ân có một số phiếu thôi. 105 mà bạn 106. Rất tiếc. Đó chính là bạn Thủy. Rất rất tiếc. Không biết là Thiên Ân có nhường lại cái nó cho bạn ý hay không, nhưng Thiên Ân hôm nay đã đạt giải đúp vừa trên Facebook và ngay tại sân khấu này do bà con bình chọn. Yeah. Và bạn này cao nhất nhà. May là hôm nay không có ngoáy lỗ mũi. Tạ ơn Chúa mũi đã được thông. Sao hát hay vậy? Chúc mừng con. Một tràng pháo tay thật lớn cho Baby nhí. Và thưa cộng đoàn, trong cái giải team, tức là giải nhóm, và nhóm này đã có rất đông em vào trong top 15. Và đó là cái công rất lớn của các huấn luyện viên của nhóm này. Chính vì vậy mà nhóm sẽ đạt được gọi là giải team thí sinh xuất sắc nhất, đó là team số 3. Một tràng pháo tay thật lớn cho huấn luyện viên. Rồi mời bạn trở về. Nhiều tiền quá mới làm gì, bước lên trở về. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục và những cái giải mà mỗi người chúng ta hồi hộp bấy lâu nay, cha cũng chưa có biết luôn. Và xin mời các em trở lại vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là phần công bố giải thưởng 12 giải khuyến khích. Và trên tay Quang Huy đã có được kết quả công bố. Và chúng ta hãy đón xem ai sẽ là được nhận giải khuyến khích. Xin
và chúng ta hãy đến với lại thí sinh đầu tiên. Xin mời Hạnh Nghi. Thí sinh mang số báo danh 41, Anna Nguyễn Hải Khánh Ly. Những bạn nào được nhắc tên vui lòng mình di chuyển bên trên phía trước của sân khấu. Và thí sinh thứ hai mang số báo danh 39, Maria Đoàn Ngọc An Nhi. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 47, Maria Vũ Mai Quỳnh Anh. Và thí sinh tiếp theo mang số báo danh 34, Pedro Trần Tuấn Anh. Thí sinh mang số báo danh 51, Teresa Đặng Hoàng Kim Ngọc. Thí sinh tiếp theo mang số báo danh 32, Maria Nguyễn Thanh Thủy. Thí sinh mang số báo danh 27, Teresa Nguyễn Khánh Đan. Tiếp theo với số báo danh 08, Du Xe Nguyễn Nhật Huy. Thí sinh mang số báo danh 22, Teresa Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Và chúng ta chỉ còn hai thí sinh nữa thôi. Và thật sự ra là Quang Huy với lại Hạnh Nghi ở trên đây rất là hồi hộp để không biết xem rằng là ai sẽ là top 3 của Thánh Vinh Idol Nhí 2019. Và tiếp theo xin mời Hạnh Nghi cùng đọc ạ. Thí sinh mang số báo danh 49, Teresa Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh. Những bạn nào mình có chiều cao thật là cao ngút trời á, chúng ta hãy cùng đứng ở đằng sau nha các bạn nha. Và tiếp theo, thí sinh mang số báo danh 38, Cecilia Trịnh Bảo Ngọc. Và thí sinh cuối cùng đó chính là thí sinh mang số báo danh 37, Maria Võ Ngọc Tú Anh. Và một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho top 12 của chúng ta đi nào các bạn. Và con xin kính mời cha sẽ lên sân khấu để trao những giải thưởng cho 12 giải khuyến khích ạ. Trời ơi, cha ngồi hồi hộp quá. Như vậy là ba cái bạn trên kia vứt rồi, không có được giải này. Tiếc quá, chia buồn với ba bạn ở trên cao nhé. Các bạn bước xuống hết, bước xuống hết. Rồi, con ra đây. Sau đây là trao cúp lưu niệm đạt giải khuyến khích. Và quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng top 12 của chúng ta. Và con xin chân thành cảm ơn cha.
Và trên tay của Quang Huy đây lại là một giải để công bố top 3 ai sẽ là quán quân và ai sẽ là á quân trong đêm hôm nay. Quý khán giả có biết ai sẽ là được giải quán quân không ạ? Với Quang Huy thì ai cũng được giải quán quân hết á. Nhưng mà chúng ta hãy cùng xem kết quả như thế nào nha. Trời ơi, rung quá, tim đập thình thịch luôn nè quý vị ơi. Và trước khi chúng ta công bố ai sẽ là quán quân và á quân trong Gala Thánh Vinh Idol Nhí 2019 ngày hôm nay, thì cho phép Quang Huy sẽ công bố điểm trước của ba giải này nha. Một bạn được 151,75 điểm. Một bạn được 152,25 điểm. Và bạn cuối cùng được 156,50 điểm. Và chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là hạng 3. Và xin chúc mừng cho hạng 3 với số bát gian. Với số bát gian 48, Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Như. Và chúng ta đã biết được hạng 3 rồi. Vậy thì còn hai bạn này là ai? Quán quân và á quân đúng không? Xin mời hai bạn quán quân và á quân cùng nhau di chuyển sức trên đây giúp anh ạ. Cho anh xin phép được đứng giữa hai đứa nha. Trời ơi, em đây em không thi mà em rung muốn rụng cả con tim em luôn nè. Và rung không? À có rung, rung không? Có đúng không? Rồi. Và chúng ta hãy chờ xem hạnh nhất cũng như là quán quân của Thánh Vinh Idol Nhí 2019. Một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng cho số bát gian 17 hay là 26? Và không ai khác, đó chính là Anton Nguyễn Công Đức An 26, hạng nhất của chúng ta. Và đồng nghĩa với số bát gian 17, Maria Đặng Hồng Thiên Ân, hãy được hạng 2. Con xin kính mời chàng di chuyển lên sân khấu để chúc mừng cho giải quán quân và á quân của chúng ta. Đứng đây con, đứng đây con. Trời ơi, cho hồi hộp quá. Cái anh tít anh ác quá. Đọc thì nhanh đi, bể tim ta rồi. Trời đất ơi, hôm nay Thiên Ân làm cái gì mà nhận quá trời quà, nhận bao nhiêu giải như vậy hả? Nhớ chia nha. Và chúng ta thấy đây ba cái khuôn mặt chắc chắn chúng ta đã theo dõi trên Facebook hoặc là trên sân khấu tại giáo xứ Bắc Dũng, thì chúng ta cũng có thể đoán được ba con số này. Tuy nhiên chính cha hôm nay mới biết chính thức đó là ba giải nhất nhì ba hôm nay. Và vì vậy xin được chúc mừng cho các phụ huynh có con em đạt giải nhất nhì ba trong đêm nay và các bạn trong giải khuyến khích này. Thực sự mà nói, nếu tôi có con 1, 2, 3, 15 đứa đây, tôi tự hào lắm, không phải là khoe khoang, mà tự hào là bởi vì Chúa thương gia đình chúng ta. Chính vì vậy mà hôm nay là đêm hạnh phúc nhất cho tất cả những phụ huynh và cho tất cả giáo xứ của chúng ta có những cái khuôn mặt mới. Và sau này chúng ta sẽ dự lễ thiếu nhi, sẽ có nhiều giọng ca mới dành cho thánh lễ. Và giờ đây xin được phép cả nhà mình nhá, phát thưởng cho các baby.
quý vị ơi, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng cho top 3 trong Thánh Vịnh Idol nhí 2019. Và một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cha, và anh xin chân thành cảm ơn top 15 trong Thánh Vịnh Idol nhí 2019. Chúng ta đã thật xuất sắc và diễn một cách rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Quý vị vừa theo dõi đêm gala trao giải Thánh Vịnh Idol nhí tại giáo xứ Bắc Dũng. Giờ đây chúng tôi kính mời quý vị cùng nghe những tâm tình của các em thí sinh sau cuộc thi. Lời đầu tiên con xin cảm ơn cha, anh chị, huấn luyện viên đã tạo cho chúng con một sân chơi bổ ích thú vị. Qua cuộc thi này con đã học được nhiều bài thánh ca, thánh vịnh hay và tâm tuần. Và đặc biệt hơn nữa, con đã có thêm 14 chị em, chúng con chơi đùa với nhau rất vui. Ngày hôm nay là ngày may mắn của con vẫn chưa thể tin được rằng là con đã đạt được giải nhất. Đối với con, giải quán quân đều được xứng đáng với top 15. Một lần nữa con xin cảm ơn ạ. Tụi con cảm ơn cha vì đã tổ chức cho tụi con một cuộc thi để tụi con có thêm một sân chơi mới. Được hiểu biết thêm về âm nhạc và được tham gia những cuộc thi thật là bổ ích. Con cảm ơn cha đã cho tụi con có cơ hội mà để tụi con bộc lộ cái khả năng của mình và để dâng tiếng hát lên cho Chúa. Con cảm ơn cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thánh Vịnh Idol nhí tại giáo xứ Bắc Dũng thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình mục vụ ý nghĩa như vậy để giúp giới trẻ cộng tác một cách sống động vào các sinh hoạt của giáo xứ, từ đó giúp đời sống đức tin của các em trưởng thành hơn. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành.